Sáng ngày 31 tháng 5, Đảng ủy Phường Văn An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện một số phòng ban ngành thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định số 651 và 652 ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động đồng chí Trần Văn Dược, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Văn An đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kể từ ngày 5 tháng 6 năm 2024. Điều động luân chuyển đồng chí Nguyễn Tiến Hiển, Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố đến nhận công tác tại Đảng ủy Phường Văn An, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Phường nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 5 tháng 6 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khẳng định, công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Qua công tác này nhằm phát hiện bồi dưỡng năng lực, sở trường của cán bộ ở các vị trí công tác. Việc luân chuyển được thực hiện theo đúng quy định điều lệ đảng. Thực tế ở nhiều nơi, nhờ thực hiện tốt luân chuyển, điều động gắn với quy hoạch, giao nhiệm vụ đúng người, đúng việc, nên đã giúp cho cán bộ được luân chuyển, điều động, phát huy được khả năng sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá những nỗ lực cống hiến đóng góp tích cực trong quá trình công tác của đồng chí Trần Văn Dược, đồng chí Nguyễn Tiến Hiển thời gian qua. Đồng chí mong muốn tân Bí thư Đảng ủy Phường Văn An phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị công tác mới, không ngừng học tập, tích lũy kinh nghiệm, bắt nhịp ngay với công việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo mối đoàn kết, gắn bó cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy Phường, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp đi lên. Trước mắt, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, trưởng khu dân cư tới đây, chuẩn bị các điều kiện cho kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết, nhiệm vụ của năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như thực tiễn công tác đặt ra tại đơn vị mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hiển và đồng chí Trần Văn Dược bày tỏ sự cảm ơn, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, hứa sẽ nỗ lực tận tụy sáng tạo, tiếp tục rèn luyện tu dưỡng đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.